Sau live show tại thành phố Hồ Chí Minh ngày 29 tháng 7, tới đây tại Hà Nội, Hồ Ngọc Hà sẽ tiếp tục kể những câu chuyện tình yêu bằng âm nhạc trong live show Love Song. Love Song sẽ cho thấy một Hồ Ngọc Hà hoàn toàn khác, không còn sôi động với những bước nhảy khoe thân cùng vũ đoàn, mà là những bản ballad nồng nàn, say đắm để kể những câu chuyện tình yêu và 100% bài hát đều là về các câu chuyện tình mà cô đã trải qua. Đêm nhạc Love Song tại Hà Nội sẽ được biên tập và chất lọc hơn so với lần tổ chức ở thành phố Hồ Chí Minh. 60% bài hát được giữ giống với đêm nhạc đầu tiên. Riêng phần sân khấu sẽ được đầu tư hơn và khách mời cũng sẽ khác. Trong đêm nhạc, Hồ Ngọc Hà sẽ hát 25 bài nhưng không đồng nghĩa tương ứng với 25 mối tình, bởi mỗi cuộc tình sẽ được kể qua 7 đến 8 ca khúc. Hồ Ngọc Hà chia sẻ có hai bài hát rất khó hát và cô cũng rất sợ khi bị yêu cầu thể hiện. Đó chính là hai sáng tác của nhạc sĩ Phương Nguyên, Đắn Đo và Chơi Vơi. Bởi nữ ca sĩ tiết lộ, chuyện tình yêu của cô cũng đang là như thế. Sẽ có một số những cái món quà bất ngờ, ví dụ như là những khách mời như anh Tuấn Ngọc, rồi Lu, những người mà mọi người đã yêu mến và đã biết đến rất là nhiều những ca khúc mà họ đã từng hát, nhưng mà lần này thì Hà sẽ yêu cầu họ hát những ca khúc chưa bao giờ họ hát. Ngoài cái chuyện là mình hát những ca khúc ballad thì mình sẽ còn lại tiếp tục kể chuyện, mà Hà thì cuộc đời Hà thì rất là lắm câu chuyện, cho nên là Hà hy vọng là sẽ còn rất là những câu chuyện hay nữa để chia sẻ với các khán giả. Qua những câu chuyện sẽ kể, cô mong muốn nếu như trước đây khán giả cảm nhận âm nhạc của cô phần lớn vì họ đồng cảm với tâm trạng mà tác phẩm đem lại, thì nay cô muốn họ nhìn thấy câu chuyện phía sau.